Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Triệt hạ sạch, ông Nguyễn Phú Trọng vung tay xử 32 tổ chức đảng và gần 2.000 đảng viên. Cận kề ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 5, ông Nguyễn Phú Trọng vung tay triệt hàng loạt tổ chức đảng và hàng ngàn đảng viên bị đưa vào tầm ngắm. Đợt ra tay chưa từng có, hứa hẹn rất nhiều điều bất ngờ ở Hội nghị Trung ương mà nhiều người cho rằng sẽ là Hội nghị Trung ương đầy biến động. Ông Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chiến dịch đốt lò cách đây 10 năm, nhưng chưa bao giờ ông mạnh tay như hôm nay, mặc dù sức khỏe của ông ngày một yếu đi, ông đi không vững, phải luôn có người dìu. Nguyên nhân là bởi công ty Việt Á và lòng tham vua bờ bến của những quan chức địa phương, nên rất nhiều người đã bị dính vào vụ này. Thông thường nếu bắt tay nhau rút tiền nhà nước kín đáo thì khó bị lộ. Tuy nhiên, hành động cưỡng mua của cả hệ thống chính quyền trong thời gian vừa qua, khi mà người dân đối mặt với những khó khăn thì không thể không bị lộ. Người dân kêu thấu trời về hành động móc túi một cách vô nhân đạo của quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng không thể không xử lý việc này vì nếu để lâu có thể dẫn đến sụp đổ Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Theo báo chí cho biết, ông Nguyễn Phú Trọng đang cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương truy ra những dấu vết vi phạm tại 8 Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành liên quan đến vụ Việt Á. Thay mặt ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Cẩm Tú với tư cách là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho quân kiểm tra tại Học viện Quân y, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế. Tại cuộc họp, ông Trần Cẩm Tú cho biết trong 3 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 297 tổ chức đảng và 921 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang có 20 đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tức là tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước, và chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra mà 63 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. Theo ông Tú, nội dung kiểm tra tập trung vào những vi phạm về thực hiện nguyên tắc, quy chế, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong việc quản lý, sử dụng tài nguyên, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản, thực hiện các dự án nghiên cứu, đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã ra tay hạ hàng loạt. Cuộc ra quân rầm rộ lần này trong 3 tháng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 32 tổ chức đảng và 1.953 đảng viên. Một con số khổng lồ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng dù kỷ luật nhiều như vậy nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với thực tế. Với nhà nước này thì tiêu cực diễn ra khắp nơi. Nó đã len lỏi trong mọi ngành nghề, mọi cấp từ trung ương đến địa phương. Riêng trong Ban Bí thư cũng đã ra tay thi hành kỷ luật với 3 tổ chức đảng ở 9 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng với 1.017 đảng viên. Cộng với Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện thì con số này khá đông. Vụ án công ty Việt Á sẽ kết thúc kiểm tra tại công ty Việt Á vào quý 2 năm 2022, tức chậm nhất là hết tháng 6. Theo ông Trần Cẩm Tú đánh giá thì tình hình vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp, tinh vi, có việc nghiêm trọng hơn diễn ra rất nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc trong xã hội và nhân dân. Chính bản thân ông Nguyễn Phú Trọng là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nên sức mạnh của ông Trần Cẩm Tú sẽ làm cho rất nhiều quan chức từ trung ương đến địa phương phải e ngại. Trước mắt, ông Tú sẽ cho kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan đến vụ án tại công ty Việt Á. Đây là hình ảnh cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng, chính là ông Trần Cẩm Tú. Quan trọng đến mức ông Trọng cho thành lập các đoàn kiểm tra có dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và 8 ban cán sự đảng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành. Đồng thời chỉ đạo 14 tỉnh ủy và 63 ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến vụ việc Việt Á. Lần này, không những ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Trung Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, mà những người đứng đầu các tỉnh cũng đang rất run sợ.
cuộc thanh trừng của ông Trọng cho thấy càng ngày càng hay và nóng rực, hứa hẹn nhiều nhân vật lớn sẽ vào lò. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liều độc dược của bà Nguyễn Phương Hằng phát tác, hàng loạt nghệ sĩ, nhà báo dính độc. Suốt vào năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng khai chiến với các nghệ sĩ. Trong suốt một năm, bà luôn ở thế tấn công và hàng loạt những scandal nghệ sĩ bị phơi ra trước công chúng. Có những điều bà Nguyễn Phương Hằng tố không được kiểm chứng, nhưng có những điều bà tố hoàn toàn là sự thật, làm một số nghệ sĩ tìm cách chữa cháy cho những sai lầm của họ. Bà Nguyễn Phương Hằng là CEO của một doanh nghiệp có tiếng ở Việt Nam, trong tay bà có đầy đủ những người có đủ trình độ để tư vấn. Được biết, song song với việc phát hình trực tiếp livestream tố cáo các nghệ sĩ, các nhà báo trên mạng xã hội, thì bà cũng lập đơn kiện những người đó có liên quan tới pháp luật. Tuy nhiên, cũng kết quả là bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt trước. Điều này làm nhiều người nhầm tưởng là những nạn nhân của bà Hằng đã thành công khi họ kiện ngược lại bà Hằng. Thực tế là bà Hằng bị bắt trước thật, nhưng theo như nhiều người am hiểu phân tích thì việc bà Hằng bị bắt là do bà đã động chạm tới ông đương kim chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, một con người đầy quyền thế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước khi bị bắt 2 ngày, bà Nguyễn Phương Hằng đã có livestream chỉ trích ông Mãi khi ông này còn đang làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Thêm 2 lý do nữa để khẳng định bà Hằng bị bắt vì dám động đến ông Phan Văn Mãi, đó là đơn vị thụ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng là Công an Thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải là Công an tỉnh Bình Dương. Và lý do thứ 3, đó là người ta truy tố bà Hằng theo điều số 331 của Bộ luật Hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước. Như vậy, khởi tố bà Hằng không liên quan gì đến lời tố cáo của bà Hằng với một số nghệ sĩ và nhà báo. Cũng như vậy, công an sẽ còn xử lý những lá đơn mà bà Hằng đã gửi cho cơ quan chức năng tố các nghệ sĩ và nhà báo khác trước đây. Những lá đơn của bà Hằng được ví như những liều thuốc độc tiêm vào sự nghiệp của các nghệ sĩ và nhà báo đang chờ phát tác. Và đến nay, dường như những liều thuốc đó đang có tác động thật. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng lúc phát hình trực tiếp livestream tố cáo khắp nơi. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt một tháng thì ngày 22 tháng 4, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Nghĩa là những đơn tố cáo của bà Hằng sau một thời gian điều tra thì Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khởi tố. Xem ra các nghệ sĩ và nhà báo mà bà Phương Hằng nhắm đến gặp lành ít dữ nhiều. Cũng ngày 22 tháng 4, trên các tờ báo của Nhà nước Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án để làm rõ các đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Vụ án mà Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, theo như báo chí nói, là tương tự với vụ án mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố đối với bà Nguyễn Phương Hằng trước đó. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người có hiểu biết, thì đây chỉ là cách đánh lạc hướng của cơ quan chức năng. Họ không muốn thừa nhận Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang truy tố bà Hằng vì đã tố cáo lãnh đạo của thành phố này. Không thể có chuyện hai địa phương truy tố cùng một người về một tội giống nhau cho được. Đây là hình ảnh Công an tỉnh Bình Dương thông báo khởi tố vụ án. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, vụ án đã được khởi tố từ thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Được biết, những đơn tố cáo của bà Hằng hầu hết là gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương và vì thế công an tỉnh này thụ lý hồ sơ kiện là đúng. Vấn đề là tại sao Công an Thành phố Hồ Chí Minh lại ra tay trước? Điều đó không thể giấu được cặp mắt thiên hạ đang theo dõi nhất cử nhất động của vụ án. Suốt năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã nhận được rất nhiều đơn tố giác của các nghệ sĩ đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, các nghệ sĩ, nhà báo có đơn tố giác bà Hằng như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Lê Công Vinh, nhà báo Hà Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan. Sau khi nhận đơn tố giác, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định phân công xác minh đơn thư tố giác tội phạm và đang tiến hành xác minh. Đây là hình ảnh
hai nhà báo Đức Hiển và Hàn Ni đã từng bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo trên mạng xã hội. Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương chỉ mới khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can. Từ khởi tố vụ án sang khởi tố bị can còn quá trình điều tra, xác định, chứng cứ rồi bắt người. Trong giai đoạn này, không loại trừ khả năng những người bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo cũng có thể bị bắt. Đây là cuộc chiến pháp lý giữa hai phe cả ngoài ánh sáng và trong bóng tối. Liệu những liều thuốc độc của bà Hằng có hạ gục được các đối tượng hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi vào thời gian tới.